Ngày 14 tháng 11, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra truy xét hai đối tượng thực hiện vụ dùng dao khống chế anh L. M. T. 23 tuổi, ngụ quận Bình Tân, cướp tài sản hết sức táo tợn. Theo đó, rạng sáng 13 tháng 11, anh T. dừng xe máy hiệu Z3 ở trước căn nhà nằm trên đường Nam Bờ, phường Bình Hưng Hoàng A, thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng điện thoại di động. Lúc này, nam thanh niên mặc đồ ra bi ke chở theo một thanh niên tới gần. Thanh niên bị dí dao vào cổ cướp xe máy Z3 táo tợn ở Sài Gòn. Bất ngờ, thanh niên ngồi sau nhảy xuống xe dùng dao kề vào cổ của anh L, yêu cầu đưa tài sản. Tiếp đó, đối tượng còn lại cướp lấy điện thoại di động của nạn nhân rồi dùng bình xịt hơi cay tấn công anh L. Anh L hoảng sợ chống trả thì đối tượng dí dao vào người. Sau đó, cả hai cướp xe máy của anh L rồi tẩu thoát. Anh L đã tới công an trình báo. Sự việc được camera an ninh ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Thanh niên bị dí dao vào cổ cướp xe máy Z3 táo tợn ở Sài Gòn. Công an đã lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh điều tra truy bắt hai đối tượng gây án.